mến chào các bạn. Như vậy là chương trình ngữ văn lớp 9 của chúng ta thì cũng đã sắp kết thúc rồi. Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn tiếp tục với các bạn một cái văn bản truyện hiện đại nữa. Đó chính là truyện ngắn Bến Quê của tác giả Nguyễn Minh Châu. Chắc hẳn là sau khi mà học xong 3 truyện hiện đại của chương trình học kỳ 1 thì các bạn cũng đã biết được rằng là đối với một tác phẩm truyện hiện đại thì chúng ta sẽ có những cách, có những cái phương pháp như thế nào để tìm hiểu, để phân tích rồi đúng không? Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn để có thể học được bài này với 3 phần chính. Thứ nhất là tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm này. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ chú ý đến việc là tìm hiểu về tình huống truyện này, tìm hiểu về nhân vật và tìm hiểu về cái bút pháp của tác giả ở trong phần tìm hiểu chi tiết. Và cuối cùng, ở phần cuối của bài học thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tổng kết được cả về nội dung lẫn nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm này nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, phần 1 La Mã này. Chúng ta sẽ có phần tìm hiểu chung nhé. Trong phần 1 La Mã này thì như thường lệ chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất chúng ta hãy tìm hiểu về tác giả và phần thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm nhé. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có phần một nhỏ tìm hiểu về tác giả Nguyễn Minh Châu. Chắc hẳn là khi mà thấy cái tên này thì các bạn cũng sẽ thấy khá là quen thuộc đúng không? Tác giả Nguyễn Minh Châu là một cây bút rất là xuất sắc. Vì vậy nên là ngay sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thông tin chi tiết về tác giả này nhé. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái yếu tố tiểu sử của tác giả Nguyễn Minh Châu. Các bạn thấy này, phần chú thích ở trong sách giáo khoa trong 106 ấy, thì có đưa đến với các bạn về năm sinh năm mất này, về quê quán và cả cuộc đời sự nghiệp sáng tác của tác giả nữa. Chúng ta sẽ tóm tắt cái ý đầu tiên về tiểu sử của tác giả, đó chính là tác giả thì sinh năm 1930 này, mất năm 1989 ở Nghệ An. Thì các bạn chỉ cần ghi rõ là quê ở Nghệ An này. Một sự kiện tiếp theo ở trong cuộc đời của tác giả thì các bạn cần phải chú ý một chút, đó là năm 1950 thì ông có tham gia bộ đội. Và chúng ta hãy chú ý đến cái mốc đó là năm 1954. Đây là cái thời điểm mà Nguyễn Minh Châu thì bắt đầu viết văn. Và các bạn chú ý là một số thể loại mà Nguyễn Minh Châu đã rất thành công trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ bao gồm thể loại truyện ngắn nhé. Truyện ngắn sẽ là một cái thể loại mà hôm nay chúng ta được học ở trong bài này. Chúng ta sẽ có đây, năm 1954 thì Nguyễn Minh Châu bắt đầu viết văn. Một điều mà không thể không nhắc đến ở trong cái phần giới thiệu về tác giả này thì các bạn hãy chú ý khẳng định được Nguyễn Minh Châu là một trong những cái cây bút xuất sắc nhất của văn học hiện đại Việt Nam. Các bạn chú ý này, đó là ở trong sách giáo khoa thì có đưa đến với các bạn thông tin đấy. Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt các bạn phải chú ý là trong văn học thời kỳ đổi mới, từ giai đoạn năm 1986 trở về sau, thì Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút đã góp phần làm nên những cái sự đổi mới, những cái sự cách tân nghệ thuật cho nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý một chút đến điều này nhé. Chúng ta sẽ ghi rõ đó là ông là cây bút xuất sắc này. Là cây bút xuất sắc. Các bạn có thể ghi là xuất sắc, là tiêu biểu thì đều được nhé. Nền văn học chống Mỹ này, thời kỳ chống Mỹ. Thêm một ý nữa ở trong phần này nhé, đó chính là Nguyễn Minh Châu thì đã có những cái tìm tòi đổi mới quan trọng trong văn học nghệ thuật, và đặc biệt là những cái sự đổi mới đó đã giúp cho chúng ta có được những cái cách tân trong cái văn học của giai đoạn đổi mới. Thì chúng ta hãy chú ý đó là có những tìm tòi. Tác giả Nguyễn Minh Châu thì đã có những tìm tòi này quan trọng. Về tư tưởng và nghệ thuật này.
để đổi mới văn học luôn nha. Chắc chắn là với những cái đóng góp của mình cho nền văn học thì Nguyễn Minh Châu xứng đáng được nhận những cái giải thưởng của nhà nước đúng không nhỉ? Các bạn hãy chú ý đến cái mốc thời gian đó là năm 2000. Thì Nguyễn Minh Châu đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học kỹ thuật. Như vậy là chúng ta đã điểm qua một số thông tin liên quan đến tác giả rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một số thông tin đến tác phẩm nhé. Ví dụ như là ở trong những cái bài lần trước, những cái bài mà học về các tác phẩm văn xuôi hiện đại thì cô đã hướng dẫn với các bạn để có thể tìm hiểu được phần 2, phần tác phẩm với khá là nhiều các yếu tố như là hoàn cảnh sáng tác này, nhan đề này, hay là người kể chuyện chẳng hạn. Tuy nhiên thì ở trong cái tác phẩm Miền Quê này, chúng ta chỉ cần chú ý đến hai điều ở trong phần tác phẩm thôi. Chúng ta sẽ có này, phần 2 nhỏ, đó là tác phẩm. Trong phần tác phẩm này thì các bạn chú ý giúp cô hai phần chính. Phần đầu tiên đó chính là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Và phần thứ hai chúng ta cần chú ý đến việc là tóm tắt nội dung của truyện nhé. Phần A nhỏ này chúng ta sẽ có hoàn cảnh sáng tác. Hoàn cảnh sáng tác. Như cô đã luôn nhắc với các bạn ấy thì các bạn hãy chú ý là đọc thật kỹ những nội dung ở trong phần chú thích hoặc là những cái nội dung của tác phẩm trong sách giáo khoa. Thì những cái nội dung này đã được đưa ở trong sách giáo khoa rất là kỹ càng rồi. Các bạn có này, truyện ngắn Bến Quê thì được in trong tập truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu và được xuất bản năm 1985 nhé. Đầu tiên thì sẽ là in trong tập truyện cùng tên này. In trong tập truyện cùng tên năm 1985. Thêm một điều nữa về tác phẩm này mà các bạn cần phải chú ý nhé, đó là cái truyện ở trong sách giáo khoa thì đã bị lược bỏ mất một phần đầu của truyện rồi. Tuy nhiên thì nội dung của truyện này đã mang đến cho chúng ta những cái bài học rất là ý nghĩa. Đặc biệt là cái phần mà người biên soạn sách giáo khoa đã trích dẫn vào trong sách giáo khoa cho chúng ta để chúng ta được học về tác phẩm ấy, thì đã mang rất là nhiều những cái nét nổi bật trong phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu, đặc biệt là những cái nét nổi bật đó thì đã quy tụ ở trong cái đoạn trích này rồi, nên các bạn cần phải chú ý được nhé. Ý thứ hai ở trong phần này thì các bạn chỉ cần khẳng định đó là đây là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu thôi. Đặc biệt các bạn chú ý này, Nguyễn Minh Châu từ sau 1975 là một trong những người mà đã có những cái sáng tác về truyện ngắn đạt được những cái thành công nhất định, và những sáng tác này thì đã để một cái dấu ấn trong lòng chúng ta. Các bạn chú ý là mặc dù là chúng ta sống vào cái thời điểm mà cách Nguyễn Minh Châu khá là xa, tuy nhiên thì gần 4 thập kỷ cũng không thể nào mà xóa nhòa được cái khoảng cách giữa những cái tư tưởng dường như là vẫn còn rất là mới mẻ đâu. Các bạn chỉ cần ghi được ý ở phần này đó là đây là một tác phẩm tiêu biểu trong cái sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu, đặc biệt là tác phẩm này thì rất tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn của ông nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến phần B, chúng ta sẽ tóm tắt tác phẩm này. Nguyễn Minh Châu thì luôn cố gắng là tìm kiếm này, luôn đào sâu để có thể làm thể hiện được những cái vẻ đẹp của con người lên những cái tác phẩm của mình. Vì vậy nên các bạn hãy chú ý một chút đến việc là tóm tắt tác phẩm ngày hôm nay. Trong tác phẩm này thì các bạn cần phải chú ý đến nhân vật chính của chúng ta, đó là nhân vật Nhĩ. Nhân vật Nhĩ ở đây thì lại vướng phải những cái nghịch cảnh rất là éo le. Và đầu điều tiên các bạn cần phải chú ý ở nhân vật Nhĩ này, đó là anh là một người đã đi rất là nhiều nơi, đã đặt chân lên không biết, không kể, không sót một cái xó xỉnh nào ở trên thế giới. Tuy nhiên lại có một cái nơi gần gũi, thân thuộc với quê hương, với bản thân anh mà anh lại chưa từng đặt chân đến, đó chính là cái bãi bồi ở bên kia sông. Chúng ta sẽ có điều đầu tiên đó là nhân vật Nhĩ này thì đã đi hết mọi xó xỉnh, mọi nơi, nhưng lại chưa đặt chân lên
bãi bồi bên kia sông. Thường thường thì quê hương này, tuổi thơ của mỗi con người thì thường gắn bó với cây đa, bến nước, con đò. Tuy nhiên thì nhân vật nghĩ ở đây dù là đi hết mọi nơi rồi, tuy nhiên thì lại có một cái nơi gần gũi quen thuộc như bãi bồi ở bên kia sông thì lại chưa đặt chân lên. Về cuối đời có một cái điều nữa cũng là một nghịch cảnh ở trong cuộc đời của Nhĩ, đó là cả cuộc đời đi khắp mọi nơi rồi, tuy nhiên đến cuối cùng thì lại phải nằm liệt một chỗ trên cái giường với một căn bệnh hiểm nghèo, và tất cả mọi sinh hoạt của anh thì đều nhờ người vợ của anh giúp đỡ. Thì chúng ta có đó là nhân vật Nhĩ thì bị liệt này và không đi lại được này. Nhờ vợ giúp đỡ. Chính ở trong cái hoàn cảnh như này phải nằm một chỗ thì nhân vật Nhĩ mới có thể có cơ hội để cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Các bạn chú ý đến những cái chi tiết mà tác giả chỉ ra, những chi tiết mà tác giả miêu tả ở trong truyện. Ví dụ như là nhân vật Nhĩ này ngồi trên giường, khi mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ thì ông mới có thể thấy được sự thay đổi của thiên nhiên này, thấy được màu của những cái bông hoa bằng lăng này, thấy được màu của bãi bồi bên kia sông này, một vẻ đẹp rất là trù phú. Và đặc biệt là khi đó thì nhân vật Nhĩ mới suy nghĩ, mới cảm nhận, mới cảm ơn cái tình cảm, sự tảo tần của người vợ đã dành cho mình. Mặc dù là cả cuộc đời ông đã đi khắp mọi nơi này, tuy nhiên ông lại không thể dành tình cảm, sự quan tâm cho người vợ của mình. Thế nhưng khi mà đến cuối đời với cái hoàn cảnh là bị liệt như thế này thì nhân vật Nhĩ lại nhận được sự quan tâm chăm sóc rất là ân cần từ người vợ, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến chi tiết, đó là bởi vì không thể đi được nữa nên là nhân vật Nhĩ thì đã nhờ người con trai của mình, đó là nhờ anh Tuấn đi sang bãi bồi bên kia sông xem rằng là ở bên đó có những gì thì để về kể với cha. Và một điều nữa đó chính là nhân vật Nhĩ khao khát được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông với Nhiêu thì anh con trai Tuấn này lại thờ ơ với Nhiêu. Chúng ta sẽ có nhé, đó là Nhĩ thì nhờ con trai này, nhờ con trai khám phá. Cô sẽ ghi ngắn gọn như thế này nhé, các bạn có thể ghi sơ qua đó là Nhĩ thì nhờ anh con trai khám phá cái bãi bồi bên kia sông cũng được. Và điều cuối cùng đó chính là nhân vật Tuấn này thì đã không chú ý đến cái công việc, đến cái điều mà người cha đã nhờ. Anh đã rất là chú ý đến một đám chơi cờ vây ở dưới phố và vì vậy nên là đã làm lỡ mất cái chuyến đò sang ngang duy nhất ở trong ngày. Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý đó là sau tất cả những cái chi tiết đó, sau tất cả những cái sự việc đó, những cảm nhận đó thì nhân vật Nhĩ đã có những cái suy nghĩ rất là chín chắn, giống như là những cái triết lý sâu sắc về cuộc đời. Đó là cuộc đời con người thì khó tránh khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình. Vậy các bạn hãy chú ý là sau khi chúng ta đưa được những cái chi tiết như thế này thì các bạn hãy đưa thêm một chi tiết nữa rất là cơ bản ở trong truyện nữa, đó chính là nhân vật Nhĩ thì suy nghĩ về cuộc đời nhé. Nhĩ suy nghĩ về cuộc đời. Suy nghĩ về cuộc đời. Được chưa nhở? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai cái phần, đó chính là phần hoàn cảnh sáng tác và phần tóm tắt tác phẩm. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể đến với phần 2 La Mã, đó là tìm hiểu chi tiết tác phẩm này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết với phần đầu tiên nhé. Chúng ta tìm hiểu về tình huống truyện này. Nếu như mà các bạn còn lỡ bị quên cái khái niệm tình huống truyện thì cô sẽ nhắc lại với các bạn một chút nhé. Nhắc lại sơ qua với các bạn, tình huống truyện thì sẽ là những cái tình huống có vấn đề này. Để khi mà tác giả đặt nhân vật vào cái tình huống đó thì chúng ta sẽ thấy được cái cách xử lý tình huống, sẽ thấy được là cái nét tính cách nổi bật của nhân vật là như thế nào. Đồng thời thì tác giả cũng sẽ gửi gắm những cái tư tưởng của mình vào trong những cái cách xử lý tình huống đó của nhân vật nữa. Nên các bạn hãy chú ý một chút, đó là nhân vật Nhĩ của chúng ta ở trong truyện này thì bị đặt vào những cái tình huống rất là éo le. Giống như rất là nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Minh Châu thì truyện Bến Quê này cũng được xây dựng lên từ rất là nhiều những
tình huống nghịch lý, và các bạn hãy chú ý nghịch lý đầu tiên ở trong chuyện này nhé. Nghịch lý đầu tiên mà chúng ta thấy đó chính là nhân vật nhĩ này. Cả cuộc đời đã đi không sót một nơi nào ở trên trái đất. Tuy nhiên, điều mà ông ấy gặp phải ở phía cuối cùng của cuộc đời đó chính là lại bị liệt và phải nằm ở trên giường. Mọi cử động đều khó khăn và tất cả mọi công việc thì đều phải nhờ cậy đến người vợ của mình, đó là nhân vật Liên, đúng không? Vậy chúng ta hãy chú ý đó là nhân vật nhĩ này. Nhân vật nhĩ thì đã cả cuộc đời đi không sót một nơi nào. Một nơi nào. Tuy nhiên, về phía cuối đời này thì lại bị liệt. Cái sự di chuyển của nhĩ thì rất là khó khăn. Việc mà có thể cử động của nhĩ cũng đã phải rất cố gắng rồi. Vì vậy nên là khi mà nhìn thấy cái vẻ đẹp trù phú của bãi bồi ở bên kia sông, và đặc biệt là có cái khao khát là muốn đặt chân lên cái bãi bồi đó, thì nhĩ nghĩ rằng là cái suy nghĩ đó của nhĩ, cái việc làm đó của nhĩ thì khó khăn hơn cả việc là đi hết cả một vòng trái đất cơ. Như vậy là chúng ta sẽ có cái nghịch lý thứ nhất nhé. Nghịch lý thứ nhất này thì dẫn đến cái nghịch lý thứ hai, đó chính là khi mà phát hiện được cái vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông thì nhân vật nhĩ lại có mong muốn đặt chân lên cái bãi bồi đó, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái nghịch lý ở trong trường hợp này, đó là người mà không đi được thì lại rất muốn đặt chân lên bãi bồi đó. Tuy nhiên, khi mà nhĩ nhờ anh con trai Tuấn, anh Tuấn là người có thể đến được đó, tuy nhiên thì anh ấy lại không muốn đi, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái nghịch lý thứ hai, đó chính là nhĩ này thì muốn đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. Bãi bồi bên kia sông này. Nhị muốn khám phá nó, nhị muốn tìm hiểu về nó. Tuy nhiên thì cái việc này nhị không thể làm được. Và nhị đã nhờ anh con trai này. Đã nhờ con trai. Thế nhưng ấy, anh con trai này thì lại không muốn làm việc đó. Vì vậy nên là anh ta thì đã sa vào một cái đám chơi phá cờ ở dưới phố và đã làm lỡ mất chuyến đò, đúng không? Thì chúng ta sẽ có đó là Tuấn này thì lỡ mất chuyến đò. Và không đi được. Thế chứ nhờ, như vậy là chúng ta thấy được là nhân vật nhĩ này, người mà muốn đặt chân lên cái bãi bồi bên kia sông thì lại không đi được. Còn nhân vật anh Tuấn, anh con trai, dù là có thể, tuy nhiên thì anh ấy lại không đi sang bãi bồi bên kia sông, đã làm lỡ mất cái chuyến đò duy nhất trong ngày, đúng nhờ? Như vậy thì các bạn hãy chú ý đến hai cái nghịch lý này nhé. Từ hai cái nghịch lý này thì các bạn hãy đưa ra một cái kết luận nho nhỏ cho phần tình huống của chuyện này. Đó chính là hai cái tình huống của chuyện này thì được đưa lên rất là logic. Và từ hai cái tình huống này thì chúng ta thấy được rằng là nhân vật nhĩ sau khi mà suy nghĩ về những cái điều thiếu sót ở trong cuộc đời mình này, suy nghĩ về những cái điều vòng vèo, trùng trình ở trong cuộc đời của con người mắc phải, thì đã đưa ra được những cái triết lý sâu xa ở trong cuộc đời nhé. Và đặc biệt các bạn chú ý một chút, đó chính là phải chăng rằng những cái triết lý mà nhĩ đã suy nghĩ, đã được rút được ở trong cuộc đời chính là những điều mà tác giả Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến chúng ta, đúng nhá? Thì chúng ta sẽ có phần cuối cùng, đó là nhĩ này thì suy nghĩ về cuộc đời rõ ràng là những cái tình huống chuyện này, hai tình huống chuyện này thì là những cái nghịch cảnh éo le, và những cái nghịch cảnh này thì được sắp xếp theo một cái trình tự rất là hợp lý này, chặt chẽ và đặc biệt là rất là sâu sắc, để có thể dẫn đến một cái điều cuối cùng, đó chính là
tác giả đã dường như là để cho nhân vật phát ngôn hộ những cái điều, những cái tư tưởng mà mình muốn nói, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái suy ngẫm về cuộc đời của nhân vật nhĩ thực sự rất là sâu sắc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần hai nhỏ nhé. Đó chính là cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về những suy nghĩ, những khao khát và đặc biệt là những cái triết lý về cuộc đời mà nhân vật nhĩ đã phát hiện được. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần phân tích chi tiết này với phần hai nhỏ, đó chính là suy nghĩ, những cái suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật nhĩ. Và trong phần này thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn ba nội dung chính này. Đầu tiên thì chúng ta hãy chú ý đến những cảm nhận của nhân vật nhĩ về thiên nhiên đất trời khi vào thu này. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đó chính là những cái suy nghĩ của nhân vật nhĩ về vợ của mình, đó chính là Liên. Và cuối cùng thì chúng ta hãy chú ý đến những cái khao khát cuối cùng trong cuộc đời của nhĩ nhé. Chúng ta sẽ đến với phần A nhỏ này, đó là cảm nhận về thiên nhiên. Cảm nhận của nhĩ về thiên nhiên này. Các bạn chú ý một chút là ngay từ đầu tác phẩm thì tác giả đã đưa đến với chúng ta một cái bức tranh thiên nhiên. Và đây là một cái bức tranh thiên nhiên được nhìn qua con mắt của nhân vật nhĩ nhé. Chúng ta hãy chú ý xem rằng là nhân vật nhĩ thì chú ý đến những điều gì ở thiên nhiên xung quanh mình này. Chúng ta sẽ có là ở ngoài cửa sổ bấy giờ thì những bông hoa vàng lăng đã thưa thớt. Cái giống hoa ngay khi nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là nhân vật nhĩ thì đang chú ý đến những cái bông hoa vàng lăng. Tuy nhiên, anh lại có thể là nhìn ra được một cái quy luật khi quy luật của cái loài hoa này, đó chính là khi mà mới nở thì cái loài hoa này màu sắc của nó rất là nhợt nhạt, nhưng mà càng về cuối khi mà sắp tàn rồi thì màu sắc của những cái cánh hoa lại trở nên đậm hơn. Vậy chúng ta hãy chú ý nhé, đó chính là hoa vàng lăng này. Vàng lăng chúng ta sẽ có đó là khi mới nở thì màu nhợt nhạt. Màu nhợt nhạt. Còn khi sắp tàn thì lại đậm sắc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến đó chính là bên cạnh việc là nhìn ngắm những bông hoa bằng lăng thì nghĩ chú ý đó là bên kia những hàng cây bằng lăng thì tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt. Thì chúng ta sẽ chú ý đến việc là nhĩ ngắm cái cảnh con sông Hồng như thế nào nhé. Con sông Hồng thì có một màu đỏ nhạt này, mặt sông như rộng thêm ra. Ta sẽ có này, sông Hồng. Thì đỏ nhạt. Và mặt sông thì như rộng thêm ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đó là sau khi mà nhìn về khi mà nhìn xuống dưới phố này, nhìn hàng cây bằng lăng này, nhìn ra phía xa có con sông Hồng đỏ nhạt thì tiếp tục nghĩ nhìn đến đó chính là vòm trời cũng như cao hơn và những tia nắng sớm thì đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông. Chúng ta sẽ có đó là vòm trời cao này. Và nghĩ còn chú ý đến cả những tia nắng nữa. Đặc biệt này, các bạn sẽ thấy đó chính là cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi bên kia sông màu vàng thau xen với màu xanh non, những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Suốt đời nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất. Đây là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề đi đến cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình. Đấy chứ nhỉ?
Để chúng ta sẽ có được cái điều cuối cùng mà chúng ta thấy trong cái bức tranh thiên nhiên mà Nhĩ đang nhìn ngắm, đó chính là bãi bồi bên kia sông thì màu mỡ này. Bãi bồi màu mỡ. Và mang màu vàng thau xen lẫn với màu xanh non. Màu vàng thau xen lẫn màu xanh non. Như vậy là sau khi mà liệt kê ra một số những cái cảnh sắc mà Nhĩ suy nghĩ thì chúng ta Nhĩ nhìn ngắm thì chúng ta có thể là đưa đến một số nhận xét về cái khung cảnh thiên nhiên mà Nhĩ đang nhìn ngắm nhé. Rõ ràng là cái cảm nhận của Nhĩ, cái cách mà Nhĩ có thể đưa ra cái nhìn với khung cảnh thiên nhiên đó là một cái trình tự từ gần đến xa này. Từ gần đến xa. Nhĩ nhìn ngắm từ những bông hoa bằng lăng ở dưới phố này, nhìn ra xa hơn phía bên kia của hàng bằng lăng là con sông Hồng. Và Nhĩ nhìn lên cả bầu trời, nhìn xuống cả bãi bồi bên kia sông. Thì rõ ràng là cái bức tranh mà Nhĩ đang nhìn ngắm ở đây là một cái bức tranh cao rộng và có đủ cả chiều sâu nữa đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có này, bức tranh thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên mùa thu. Cao rộng và có chiều sâu. Cổ nhân thì đã có câu đó chính là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ đúng nhỉ? Để các bạn hãy thử suy nghĩ mà xem, với việc là nhìn ngắm một cái khung cảnh, cảm nhận được một cái khung cảnh thoáng đãng này, cao rộng và có chiều sâu như thế này thì tâm trạng của Nhĩ đang như thế nào nhé. Các bạn chú ý đây là một cái bức tranh thiên nhiên khá là đẹp. Và cái bức tranh thiên nhiên này thì mở đầu cho những cái suy nghĩ của Nhĩ về vợ này, về đứa con trai này, về cả cuộc đời nữa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần B nhỏ nhé. Đó chính là cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về là nhân vật Nhĩ thì cảm nhận về vợ của mình, cảm nhận về Liên như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần B này. Đó chính là suy nghĩ của Nhĩ về vợ. Về vợ. Các bạn sẽ thấy được rằng là nhân vật Nhĩ là nhân vật mà cả cuộc đời đã đi không để sót một xó xỉnh nào ở trên trái đất. Tuy nhiên thì rõ ràng là với cái công việc như vậy thì Nhĩ đã không dành được nhiều thời gian cho gia đình, cho vợ con của mình đúng không? Tuy nhiên thì với việc là cuối đời khi mà phải nằm liệt như thế này thì Nhĩ đã có thể chú ý hơn đến vợ của mình. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý đến, phải nhắc đến đó chính là khi mà ngắm cái khung cảnh như vậy này, khi mà có thời gian để nằm lại như vậy thì Nhĩ mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy vợ của mình mặc tấm áo vá. Chúng ta sẽ ghi này. Nhĩ lần đầu tiên thấy vợ mặc tấm áo vá. Các bạn chú ý một chút, đó là ở trong trang 102 ấy, cái đoạn văn thì có đã đưa đến cho chúng ta một số cái hành động của Liên, đó là những cái ngón tay gầy guộc của Liên thì đã đưa lên đỡ phiến lưng có những cái mảng da thịt vừa chai cứng vừa lở loét của Nhĩ. Ta sẽ chú ý đến những ngón tay. Những ngón tay gầy này. Đỡ lấy tấm lưng của Nhĩ. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút nhé. Đó chính là khi mà nhận được cái sự chăm sóc của người vợ như thế này thì Nhĩ đã nói với Liên rằng là suốt cuộc đời anh chỉ làm em khổ tâm mà em vẫn nín thinh. Nhĩ nói rằng là suốt cuộc đời
Anh chỉ làm em khổ tâm. Tuy nhiên các bạn thấy được rằng là khi nhận được những cái lời nói như vậy của chồng, khi mà nhận được một cái sự cảm thông, sự chia sẻ và sự biết ơn như vậy của chồng thì Liên đã nói những gì nhỉ? Liên đã nói rằng là anh cứ yên tâm, vất vả tốn kém đến bao nhiêu thì em và các con cũng chăm lo được cho anh. Và khi nghe Nhĩ nói về việc là suốt cả cuộc đời đã làm vợ khổ tâm thì Liên đã nói rằng là không có hề gì đâu, miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của anh ở trong gian nhà này. Rõ ràng là các bạn thấy được rằng là đây là một người vợ rất là tần tảo và đặc biệt là yêu thương chồng con, đúng không? Vì vậy nên là nhìn những cái sự quan tâm chăm sóc của nhân vật Liên này, nhìn thấy những cái điều đó này, biết ơn những cái điều đó thì nhân vật Nhĩ đã có được những cái suy nghĩ về vợ mình ở phía cuối bài. Các bạn hãy chú ý một chút nhé, đó chính là Nhĩ chợt nhớ về ngày mà bố mẹ mới cưới Liên cho anh từ một làng bên kia sông về. Liên vẫn còn đang mặc áo nâu, chít khăn mỏ quạ. So với ngày ấy thì bây giờ Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành. Tuy nhiên thì người đàn bà này nhá, các bạn hãy chú ý đến cái cách mà Nhĩ miêu tả, Nhĩ so sánh này. Cũng như cánh bãi bồi nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn còn nguyên vẹn những nét tảo tần, chịu đựng, hy sinh từ bao đời xưa. Và cũng chính nhờ cái điều đó mà sau những tháng ngày bôn tẩu tìm kiếm, Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa, đó là gia đình của mình trong những ngày này. Các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là sau khi mà Nhĩ cảm nhận về vợ này, cảm thấy là vợ phải mặc tấm áo vá này, những ngón tay thì gầy guộc này, tuy nhiên thì vợ mình vẫn luôn nín thinh này, bước chân thì lúc nào cũng nhẹ nhàng đi trên những cái bậc thang đã mòn lối ở gia đình rồi. Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý đến việc là Liên này, Nhĩ cảm nhận được sự tần tảo chịu đựng sự hy sinh từ bao lâu nay của Liên. Từ bao lâu nay của vợ này. Và điều này khiến cho Nhĩ cảm thấy như nào nhỉ? Nhĩ cảm thấy biết ơn đúng không? Các bạn hãy chú ý, đó chính là Nhĩ nói rằng là cũng chính nhờ Liên mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu tìm kiếm thì Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa, đó chính là gia đình trong những ngày này. Các bạn chú ý đó là Nhĩ thì đã tìm thấy nơi nương tựa. Rõ ràng rằng là các bạn thấy rằng cả cuộc đời Nhĩ thì đã bôn tẩu tìm kiếm khắp cả trái đất này. Tuy nhiên thì cuối đời anh lại phải chịu căn bệnh nặng. Và Nhĩ nghĩ rằng là suốt cuộc đời mình đã không có cái sự quan tâm, không có sự chăm sóc dành cho Liên. Cả cuộc đời chỉ làm cho vợ buồn khổ. Tuy nhiên thì người vợ này đã rất là chịu đựng này, rất tảo tần và có sự hy sinh, luôn luôn chăm sóc cho anh. Và cái điều mà Liên khẳng định đã khiến Nhĩ rất là xúc động, đó chính là miễn là Nhĩ còn sống, luôn luôn có mặt Nhĩ ở trong ngôi nhà, có tiếng nói của Nhĩ ở trong ngôi nhà, thế là đã đủ rồi, đúng nhá. Đấy, các bạn hãy chú ý đến việc là Nhĩ cảm nhận được cái sự tần tảo, chịu đựng, sự hy sinh bao đời của vợ. Và chính nhờ cái điều đó thì Nhĩ cũng cảm thấy rất là biết ơn, đúng nhá. Khi mà người ta đã tìm thấy một nơi để nương tựa thì người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều nữa. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu những cái suy nghĩ của nhân vật Nhĩ về vợ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với phần C nhỏ, đó là tìm hiểu xem là Nhĩ có những cái khao khát gì ở phía cuối đời nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần C nhỏ nhé, đó là tìm hiểu về cái niềm khao khát của Nhĩ. Chắc hẳn là sau khi mà học xong những cái phần phía trên rồi thì các bạn cũng thấy được rằng là cái niềm khao khát, cái điều mà Nhĩ mong muốn nhất đó chính là được đặt chân lên cái bãi bồi ở bên kia sông, đúng không nhá? Thì chúng ta sẽ ghi đầu tiên này, đó chính là
mong muốn, nghĩ mong muốn được đặt chân lên, được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. Các bạn sẽ chú ý một chút này, đó là ngay từ đầu của tác phẩm ấy, khi mà chúng ta thấy được Nhĩ cảm nhận về vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông, thì Nhĩ đã nghĩ được rằng là cả cuộc đời của Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, nhưng đây lại là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc, đúng không? Chúng ta sẽ thấy Nhĩ nói rằng là đây là một nơi vừa gần gũi, vừa gần gũi này, nhưng lại xa lắc, nhưng lại xa lắc. Nhĩ nghĩ rằng là nó xa bởi vì là chưa bao giờ Nhĩ đi đến cả, vì chưa bao giờ đến. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là khi mà chúng ta thấy được rằng là Nhĩ có mong muốn đặt chân lên cái bãi bồi bên kia sông, giống như là nhân vật Nhĩ đã có những cái thức tỉnh ở cuối cuộc đời của mình. Cái sự thức tỉnh này đó chính là hãy cảm nhận, hãy cố gắng là suy nghĩ về những cái điều nhỏ nhặt, những cái điều gần gũi ở xung quanh mình, đúng nhá. Chúng ta sẽ có ở đây Nhĩ giống như là một sự thức tỉnh này. Con người thì dường như là đã mơ, đã đi đến, đã với đến những cái ước mơ hoặc là đến những cái nơi mà quá xa xôi, mà đôi khi lại quên đi những cái giá trị, những cái vẻ đẹp rất là gần gũi ở xung quanh cuộc sống của mình. Thì ở đây Nghĩ đã thức tỉnh, đó chính là cảm nhận được giá trị này, của những điều gần gũi xung quanh. Gần gũi xung quanh. Nghĩ cảm nhận được về những cái điều gần gũi xung quanh mình, cảm nhận được về bãi bồi bên kia sông nó rất là trù phú, rất là tươi đẹp, cũng như là đồng thời cảm nhận được về vẻ đẹp tâm hồn của vợ mình, của Liên vậy, đúng nhá. Vậy các bạn hãy chú ý đến điều này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến một cái mong muốn nữa của nhân vật Nhĩ, đó chính là bởi vì mong muốn được đặt chân lên bãi bồi kia bên kia sông mà không thể thực hiện được, nên là Nhĩ thì đã có một cái điều, đó là nhờ anh con trai của mình. Nghĩ đã hỏi anh Tuấn rằng là đã bao giờ Tuấn đi sang bên kia chưa hả? Và khi mà Tuấn ngạc nhiên hỏi bên kia là ở đâu, thì Nghĩ đã nói rằng là bên kia sông ấy. Và Nghĩ nói rằng là bây giờ con sang bên kia hộ bố, chẳng để làm gì cả. Con hãy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi nghỉ chân ở đâu đó một lát rồi về. Và khi mà thấy anh con trai cười, nghĩ rằng là bố mình đang có những cái hành động, có những suy nghĩ rất là lạ lẫm, thì Nghĩ nói rằng là hay là thế này nhé, con cầm đi mấy đồng bạc, xem bên ấy có hàng quán người ta bán những cái trái gì thì con mua về cho bố. Rõ ràng là Nghĩ muốn rằng là đi sang bên cái bãi bồi bên kia sông để xem rằng bên đó có gì hay này, bên đó có những cái vẻ đẹp như thế nào, để được nghe anh con trai một lần trải nghiệm và về kể lại với mình. Tuy nhiên thì cái điều mong muốn của Nhĩ đã không trở thành hiện thực, đúng nhá. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng suy nghĩ đến việc đó là Nhĩ thì đã suy ngẫm về cuộc đời, đó chính là cuộc đời con người thì khó thoát khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình. Cái điều này thì được thể hiện qua một số những cái chi tiết như sau. Cuộc đời con người này,
Như vậy là Nhĩ đã suy nghĩ được rằng cuộc đời của con người thì khó tránh khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình. Cái suy nghĩ này thì cũng giống như là việc cuộc đời của con người chúng ta thì gặp phải rất là nhiều khó khăn, trắc trở, những éo le chẳng hạn. Tuy nhiên thì con người có vượt qua được những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh éo le đó hay không mới là điều đáng quý, đúng không nhỉ? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút đến phần cuối của tác phẩm này. Chúng ta sẽ có hai đoạn văn cuối hết, nói về những cái tâm trạng, những cái khao khát cuối cùng của cuộc đời Nhĩ như thế nào nhé. Các bạn thấy này, cụ giáo khuyến chợt thấy mặt mũi Nhĩ đỏ rựng lên một cách khác thường. Hai mắt long lanh chứa một nỗi say mê đầy đau khổ. Cả 10 ngón tay của Nhĩ thì đang bấu chặt vào cái bậu cửa sổ. Những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy. Các bạn hãy chú ý đến những hành động của Nhĩ này. Đó chính là mặt thì đỏ rựng lên một cách khác thường này. Mặt đỏ rựng lên này. Mắt của Nhĩ thì long lanh. Mắt long lanh chứa đầy những nỗi đau khổ. Và những cái ngón tay gầy guộc của Nhĩ thì bấu chặt vào bậu cửa. Thêm một phần nữa mà các bạn cần phải chú ý đó là dường như Nhĩ đang cố thu nhặt hết mọi sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra ngoài phía cửa sổ để khoát khoát, y như là đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó. Chúng ta sẽ thấy này, Nhĩ thu hết sức lực cuối cùng. Thu hết sức lực cuối cùng này. Đưa cánh tay khoát khoát như ra hiệu một điều gì đó này. Đưa cánh tay khoát khoát như ra hiệu cho một ai đó. Các bạn hãy chú ý đến hai cái chi tiết này ở phía cuối bài nhé. Ở phía trên thì các bạn sẽ thấy được rằng là Nhĩ đang có một cái điều khiến anh rất là lo lắng, rất là phân vân, đó chính là cậu con trai thì đã có đi xuống đường, tuy nhiên thì lại dường như đã sắp làm lỡ chuyến đò duy nhất ở trong ngày rồi. Các bạn chú ý đến đoạn văn đó là thằng bé vẫn cắp cuốn sách bên nách, đang xà vào một đám chơi phá cờ thế ở trên hè phố. Và ở đây này, với cái những cái trải nghiệm ở trong cuộc đời của mình thì Nhĩ nói rằng là suốt đời Nhĩ đã từng chơi phá cờ như thế ở trên rất nhiều hè phố và thực sự là không dứt ra được. Chính vì cái điều đó khiến cho Nhĩ đã nghĩ rằng, đã chiêm nghiệm được rằng là cuộc đời của con người thì khó tránh khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình, đúng không nhỉ? Tuy nhiên này, chính bởi vì là rất mong muốn người con trai của mình sẽ đi sang bãi bồi bên kia sông để tìm hiểu xem rằng là ở bên đó có những cái điều gì thú vị, nên là Nhĩ thì đã thu hết chút sức lực cuối cùng, đưa cánh tay ra hiệu để khoát khoát như là muốn dục dã, muốn ra hiệu một cách khẩn thiết cho một ai đó. Rõ ràng là ở trong trường hợp này, nếu như chúng ta suy nghĩ sâu một chút thì các bạn sẽ thấy được rằng là những cái hành động cuối cùng này của Nhĩ chắc chắn là để dành cho anh con trai, đúng không nhỉ? Ví dụ như bây giờ anh con trai đang vướng phải những cái điều vòng vèo trùng trình ở trong cuộc sống thì Nhĩ đang mong muốn mình chính là một cái người mà để có thể kéo người con trai ra khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình đó. Tuy nhiên thì dường như cái hành động của Nhĩ đã không trở thành hiện thực được, cái mong muốn của Nhĩ thì đã không trở thành hiện thực được, đúng không? Chúng ta hãy chú ý này, đó chính là những cái hành động từ phía cuối cùng của Nhĩ này thì đã cho chúng ta thấy được là mong muốn con người thì có thể thoát khỏi những cái điều vòng vèo trùng trình ở trong cuộc sống. Những cái điều vòng vèo, những cái điều trùng trình này chính là những cái éo le, những nghịch cảnh ở trong cuộc sống, đúng không? Vậy thì các bạn hãy chú ý này, ở đây chúng ta đã ghi ra được những cái niềm khao khát của nhân vật Nhĩ rồi. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc ở trong tác phẩm này, đó chính là cái mong muốn được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông của nhân vật Nhĩ thì đã không trở thành hiện thực. Và chính vì điều này, chính vì việc là cậu con trai chỉ mải mê chơi phá cờ
Nên là Nhĩ thì đã có được những cái suy ngẫm, những cái chiêm nghiệm ở trong cuộc đời. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn phần ma nhỏ để xem được rằng là tác giả Nguyễn Minh Châu thì đã có ý đồ nghệ thuật gì khi mà miêu tả khung cảnh thiên nhiên, khi mà chú ý đến những khao khát trong cuộc đời, phía cuối cuộc đời của nhân vật Nhĩ nhé. Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng ở trong bài học nhé, đó chính là phần ba nhỏ. Chúng ta sẽ chú ý này. Phần ba nhỏ chúng ta sẽ chú ý đến những cái đặc sắc nghệ thuật này. Những cái đặc sắc nghệ thuật ở trong tác phẩm. Nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm. Các bạn chú ý một chút, đó là có hai nghệ thuật rất là đặc sắc ở trong tác phẩm này của tác giả Nguyễn Minh Châu mà cô muốn các bạn luôn luôn ghi nhớ được. Điều đầu tiên nhé, các bạn hãy chú ý đến việc là tác giả Nguyễn Minh Châu thì đã có một cái ý đồ nghệ thuật khi mà xây dựng hình tượng nhân vật Nhĩ này. Chúng ta hãy chú ý đến việc là xây dựng này, nghệ thuật xây dựng và miêu tả tâm lý nhân vật. Đầu tiên thì chúng ta hãy chú ý đến hình tượng nhân vật Nhĩ nhé. Hình tượng nhân vật Nhĩ này. Nếu như ở thời gian trước các bạn sẽ thấy được rằng là có khá là nhiều các tác giả đã đưa lên những cái hình tượng nhân vật để đại diện cho một tầng lớp nào đó. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy được là nhân vật Nhĩ không đại diện cho một tầng lớp, cho một thế hệ nào cả. Tuy nhiên, nhân vật Nhĩ lại dường như là con người của chính chúng ta. Chúng ta khi mà trải qua những cái điều vòng vèo ở trong cuộc sống rồi thì muốn người khác không đi lại cái vết xe đỏ đổ đó nữa, đúng không nhỉ? Ví dụ như là nhân vật Nhĩ đã có rất rất nhiều lần chơi phá cờ thế ở trên đường phố và quả thực là chưa bao giờ dứt ra được cả. Và vì vậy nên là Nhĩ không muốn anh con trai của mình cũng đi vào một cái lối cũ như vậy, đúng không? Ấy, chúng ta thấy được rằng là con người chúng ta thì luôn luôn như vậy, luôn luôn khi mà mắc sai lầm rồi thì mới mong muốn là sửa chữa cái sai lầm đó và mong muốn những người khác cũng không mắc phải những sai lầm đó nữa, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta hãy cố gắng chú ý đến việc là bên cạnh việc là xây dựng hình tượng nhân vật Nhĩ, nhân vật gặp rất nhiều éo le, nghịch cảnh ở trong cuộc đời, thì tác giả lại có cái việc đó là miêu tả tâm lý nhân vật nhé. Miêu tả tâm lý nhân vật. Cái việc miêu tả tâm lý nhân vật ở đây của tác giả thì khá là tinh tế, mà nếu như chúng ta không để ý kỹ thì chúng ta sẽ không thể thấy được đâu. Ví dụ này, các bạn thấy được rằng là cả cuộc đời Nhĩ đã đi hết tất cả mọi số sình ở trên trái đất rồi. Tuy nhiên thì cuối đời lại bị nằm liệt giường. Và chính cái việc nằm liệt giường đó thì khiến cho Nhĩ cảm thấy rất là bất an. Nhĩ nghĩ rằng là mình đang là một gánh nặng, đang gặp phải một gánh nặng cho gia đình. Và Nhĩ đã có những cái suy nghĩ, đã có những cái cảm nhận về cuộc sống lúc cuối đời cũng khá là sâu sắc. Các bạn hãy chú ý một chút đến cái chi tiết đó chính là Nhĩ hỏi vợ của mình rằng là đêm qua lúc gần sáng thì em có nghe thấy tiếng gì không? Và Liên thì giả vờ như không nghe thấy câu mà chồng hỏi. Tuy nhiên thì trước mặt chị lại hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng ở bờ bên này. Và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đất đổ òa trong giấc ngủ. Rõ ràng là rằng là Nhĩ đang nghĩ rằng căn bệnh của mình rất là nặng rồi, có thể là kết thúc cuộc đời bất kỳ lúc nào. Liên hiểu điều đó nên là Liên đã giả vờ như không nghe thấy câu của chồng hỏi. Và Liên thì đã động viên chồng bằng cách như thế nào nhỉ? Liên không đáp, đúng không? Và sau đó khi mà nghe những cái câu hỏi tiếp theo của Nhĩ thì Liên nói rằng là anh cứ yên tâm, dù là cái bệnh của anh có vất vả tốn kém đến bao nhiêu thì em và các con cũng có thể lo, cũng có thể chăm sóc được cho anh, đúng nhá? Vậy chúng ta hãy chú ý đó là nhân vật Nhĩ ở đây thì đã có những cái sự chuyển biến ở trong tâm lý, và tác giả thì đã cố gắng miêu tả những cái chuyển biến tâm lý đó cho chúng ta rất là tinh tế. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến việc tác giả miêu tả cảnh thiên nhiên nhé. Miêu tả khung cảnh thiên nhiên này. Chúng
Chúng ta sẽ chỉ có một số những khung cảnh thiên nhiên được đưa ra ở phần đầu của tác phẩm thôi. Tuy nhiên thì đây là những cái cảnh sắc thiên nhiên mang tính hình tượng rất là cao nhé. Các bạn chú ý là rất rất nhiều các hình ảnh ở trong bài này mang tính biểu tượng. Rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng này. Hình ảnh mang tính biểu tượng. Cô sẽ chỉ đưa ra với các bạn một số những cái hình ảnh tiêu biểu mang tính biểu tượng thôi nhé. Ví dụ này, điều đầu tiên, cái khung cảnh thiên nhiên mà tác giả đã đưa đến cho chúng ta trong truyện đoạn trích này ấy, đó chính là việc mà Nhĩ nhìn thấy những cái bông hoa bằng lăng. Và Nhĩ có một cái suy nghĩ về quy luật của những cái bông hoa bằng lăng này, đó là khi mới nở thì màu của nó rất là nhợt nhạt. Tuy nhiên thì càng về sau khi mà hoa đã sắp tàn rồi thì màu lại đậm hơn rất là nhiều. Có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là trong cuộc đời của con người càng về già thì con người càng chín chắn hơn, càng có được những cái điều mà an lòng hơn trước những cái biến cố, những cái trắc trở ở trong cuộc đời đúng không nhỉ? Kinh nghiệm trong cuộc đời của con người thì đã dày dặn hơn rất nhiều, giống như những bông hoa bằng lăng vậy, giống như là nó đã thu hết tất cả những nắng, những gió của thiên nhiên để làm cho cái màu hoa càng ngày càng đậm hơn chẳng hạn. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến cái bãi bồi bên kia sông này. Bãi bồi bên kia sông là một điều biểu tượng cho một cái gì đó vừa gần mà lại rất xa như Nhĩ đã nói đấy. Nó mặc dù là rất gần, chỉ đứng ở cửa sổ, chỉ ngồi ở bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy thôi. Tuy nhiên thì đối với Nhĩ, để có thể đặt chân lên được bãi bồi bên kia sông lúc này còn khó nhọc hơn cả việc là đi một vòng quanh trái đất nữa. Thế là các bạn hãy chú ý đến cái hình ảnh bãi bồi này biểu tượng cho những cái gì mà rất là gần gũi, thân quen với cuộc sống của chúng ta. Mặc dù là đẹp đẽ này, giàu giá trị này, tuy nhiên thì chúng ta lại dường như quên mất nó. Cuối cùng thì chúng ta hãy chú ý nhé. Sau khi mà cô đã tổng kết với các bạn những cái nghệ thuật đặc sắc ở trong tác phẩm này rồi, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ba la mã trong bài học ngày hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tổng kết được cả về nội dung lẫn nghệ thuật của tác phẩm nhé. Phần cuối trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tổng kết những cái nét đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của tác phẩm nhé. Đầu tiên này, chúng ta có phần một nhỏ sẽ là nội dung này. Trong phần nội dung này thì chắc hẳn các bạn cũng đã thấy được là Nguyễn Minh Châu thì đã đưa đến cho chúng ta những cái điều nghịch lý, những cái điều éo le ở trong cuộc sống đúng không? Trong cuộc đời của con người thì khó tránh khỏi những cái điều đó. Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn có những cái sự suy nghĩ về những cái điều vòng vèo, chùng chình ở trong cuộc đời. Và giống như nhân vật Nhĩ ấy, chúng ta luôn luôn muốn cuộc đời thì thoát khỏi những cái điều đó đúng không? Vậy chúng ta hãy chú ý đến việc là tư tưởng của nhân vật, tư tưởng của Nguyễn Minh Châu này. Đặc biệt là qua hình tượng nhân vật Nhĩ này, qua những khao khát của nhân vật Nhĩ, qua những cảm nhận của nhân vật Nhĩ về vợ này, về con trai hoặc là về những cái điều xung quanh mình, thì chúng ta thấy được rằng là những cái giá trị ở trong cuộc sống, những điều gần gũi, quen thuộc ở trong cuộc sống thì mang giá trị rất là lớn đối với mỗi con người đúng không? Các bạn hãy chú ý hai điều này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến phần hai nhỏ, chú ý những đặc sắc nghệ thuật này. Trong phần nghệ thuật này thì các bạn hãy chú ý một chút, đó là ở trong phần 3 thì cô đã đưa đến với các bạn rất là nhiều những cái yếu tố làm nên nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm này rồi. Và điều đầu tiên mà chúng ta cần phải kể đến đó chính là cái nghệ thuật xây dựng nhân vật và miêu tả tâm lý nhân vật của tác giả đúng không? Chúng ta sẽ có nghệ thuật xây dựng nhân vật này và miêu tả tâm lý nhân vật. Miêu tả tâm lý. Rõ ràng ở trong nhân vật này, ở trong tác phẩm này thì nhân vật Nhĩ không nói thẳng ra là anh cảm thấy rất là cảm ơn vợ, cảm thấy được những cái sự tần tảo chịu đựng của vợ và cảm thấy rất là an tâm với cái việc là cuối cuộc đời của mình thì đã tìm được một nơi nương tựa. Tuy nhiên thì tất cả những cái lời nói này, những cái suy nghĩ của nhân vật Nhĩ thì đã cho chúng ta thấy được điều đó đúng không?
Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến việc là rất nhiều hình ảnh ở trong tác phẩm này thì mang tính biểu tượng. Như cô đã nói với các bạn ban nãy, ví dụ như là hình ảnh bãi bồi này hay là hình ảnh của những bông hoa bằng lăng chẳng hạn. Thì chúng ta có đó là hình ảnh thì mang tính biểu tượng này. Cuối cùng thì các bạn cần phải nhấn mạnh một chút, đó chính là nhân vật nhĩ ở trong tác phẩm này giống như là một nhân vật tư tưởng vậy. Nhân vật này thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái triết lý, những cái suy tư ở trong cuộc đời. Vì vậy nên là nghệ thuật, một trong những cái nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm này mà các bạn đặc biệt phải kể đến, đó chính là cái giọng văn giàu chất suy tư của tác giả nhé. Chúng ta sẽ có giọng văn giàu chất suy tư này. Như vậy là cô vừa tổng kết với các bạn cả về nội dung lẫn nghệ thuật của tác phẩm này. Hy vọng rằng là các bạn đã có được cho mình những cái suy nghĩ thật là hay và đặc biệt là thật là sâu sắc về cuộc đời. Và đặc biệt các bạn hãy chú ý đó là hình tượng của nhân vật nhĩ thì đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều bài học ở trong cuộc sống rồi. Chúc các bạn sẽ học thật tốt môn ngữ văn và có thể hoàn thành tốt những cái bài kiểm tra cuối năm của mình nhé.